Đó, sướng chưa? Có chép Cúc, chủ nhà hàng Cúc Tra Khu nè, phục vụ ăn uống nè. Ăn nóng hổi luôn. Món gì đây? Món gì đây? Rồi, vô đem cho Món em. gì đây? Rồi, đem Món ra gì vô đây? cho em phụ nữ trước đi. Cho chị em phụ nữ trước phải Rau không? muống Rau muống xào tỏi. Nó muốn sợ móng tay. Ốc móng tay. Món này đặc sản ở Canada. Em nói với mấy bạn em á anh Khanh. Sao? Bạn em toàn là chủ nhà hàng không à, ăn sướng lắm. Sướng. Toàn mấy anh chị nấu rất là ngon, ngon hơn Việt Nam luôn. Đó, thấy ghê đấy, chưa? Em cầm này vô cho trong nè Dạ, em cầm đó. liền. Để em chụp tấm hình cho chị Châu đã. Xào nhiều mẻ nha. Rồi xong. Đó, xong. Ghê chưa? Đó, mình phải vô mình nhịn với đó mới được. Giữ 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 giữ. Tiễn từ ở Hà Nội qua để xào món đó, muốn xào tỏi đó, ốc móng tay đó. Đúng ra là đặc sản á. Ai bà của mấy ông mình mua đó mình không biết cái gì hết đó. Ê, chủ nhà hàng làng nước Nam Bộ ha. Nhưng mà bữa nay chủ nhà hàng làng nước Nam Bộ qua ra thăm chiến hữu biểu diễn cho chiến hữu xem tay nghề của chủ nhà hàng làng nước Nam Bộ. Ăn mà xỉu luôn. Ăn là ghiền á. Mấy thằng Tây nó thui, mấy thằng Tây nhà của Quỳnh Như sau lưng. Nhà bác Khanh. Rồi để vô trong nè, em đem vô trong chị em phụ nữ đi. Anh đem vô cho mọi người đi. Đó. Giờ ăn vừa ngắm sân vườn nha. Đã chưa? Buffet đó, cháo lòng. Cùng ăn cháo hả con? Dạ, ăn cháo cùng. Phục vụ nóng hổi. Chị em phụ nữ anh em phụ nữ chị luôn nhà em cũng nhà phụ không có nhà tôi đang muốn ăn cũng lắm mời mời bạn lại ăn có con gì đấy à, bởi vậy ốc móng tay ốc móng tay có cả ăn cả con này nữa chị Châu ơi quay quay em mẹ mẹ con mực nha ăn cả con thôi mà nhà tài bác sĩ từ anh chị ăn nóng hổi liền nè à. Heo quay hồi nãy chặt bụp 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 nè giờ ngon tay không ngon tay anh Khanh